Drama tiểu tam chán chê, những ngày không quên tập 49 chốt hạ mọi thứ chỉ là hiểu lầm của. Sau chuỗi drama tình tay tư nhức não, cuối cùng mọi hiểu lầm cũng được giải quyết ở những ngày không quên tập 49. Mở đầu tập phim, Uyên Phương Oanh, Khoa Đình Tú chính thức chia tay và cả hai thì cố chấp không nói ra nỗi lòng, kết quả ai cũng nghĩ rằng mình bị cắm sừng. Hai người quyết chia tay và ai cũng nghĩ rằng mình mọc sừng. Mâu thuẫn càng lên tới đỉnh điểm khi hai ông thông gia bá, tiền quyết định lên thành phố để thăm con mà không hề báo trước. Vừa lên tới nơi, hai ông đã được một fan sốc toàn tập khi nghe chính miệng Khoa thú nhận với bác Sơn, NSND Trung Anh rằng mình đã chia tay. Dĩ nhiên, ông bá và ông tiền cũng sớm biết chuyện Khoa đang cặp kè, với một người phụ nữ hơn tuổi còn Uyên thì mồi chài một đại gia trẻ. Không chỉ đôi trẻ mà ngay cả hai bố cũng hiểu lầm rằng các con mình đổ đốn. Hiểu lầm dần được giải quyết nhờ sự nhúng tay của Dũng, anh Vũ. Khi nghe Uyên nói về chuyện của Khoa và chị gái mình, anh đã quyết định hẹn gặp chị và Uyên để bà mặt một lời. Cũng trong buổi hẹn này chị Tiên đã công bố người yêu, và Dũng thì dặn Khoa phải biết trân trọng Uyên khiến hai người sượng chân vì biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Chị Tiên công khai người yêu. Dũng khuyên Khoa giữ người yêu. Cuối cùng thì tất cả chỉ là hiểu lầm. Những ngày không quên, hiện đang lên sóng VTV một lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.